Chắc hẳn, nếu ai đã từng xem qua bộ phim Top Gun Maverick nổi tiếng và đình đám năm 2022, vẫn sẽ không thể quên những phân cảnh mở màn đầy mãn nhãn. Khi nam tài tử Tom Cruise cầm lái một chiếc máy bay do thám kỳ lạ với tốc độ đáng kinh ngạc. Đó chính là mô phỏng cho nguyên mẫu SR-72, được biết đến với biệt danh Dark Star hoặc con trai của Blackbird. Kế nhiệm của SR-71 Blackbird đã từng phải chấm dứt hoạt động vào năm 1998. Nhưng khác với Blackbird, chi phí vận hành của Dark Star dự kiến sẽ hiệu quả hơn nhiều, chỉ khoảng 200.000 đô trên giờ. Nhưng thực sự, mẫu máy bay này là gì? Liệu SR-72 có thực sự tồn tại? Và chính xác thì bây giờ, Lockheed Martin đang toán tính gì với chú chim sắt này? Mặc dù công nghệ do thám vệ tinh hay UAV cũng như các tên lửa siêu thanh tầm xa đã phát triển một cách vượt bậc trong nhiều năm qua, tuy nhiên có vẻ như không quân Mỹ vẫn còn ôm giấc mộng về một chiếc máy bay đa nhiệm có thể trinh sát tốc độ cao, kiêm nhiệm vụ phóng các tên lửa siêu thanh cùng khả năng ẩn mình trước hệ thống phòng không của đối phương. Sở dĩ có nhận định này là bởi đã có những lời đồn đoán về một mẫu máy bay được phát triển bí mật trong nhiều năm qua với cái tên SR-72 hay Son of SR-71 Blackbird. Nguyên mẫu của SR-72 bị rò rỉ thông tin lần đầu tiên vào năm 2007, khi nhiều nguồn tin cho biết Lockheed Martin đang phát triển một loại máy bay siêu thanh mới. Được báo cáo là được thiết kế để đạt tốc độ trên Mach 6 với hơn 6.400 km/h. Chiếc máy bay không tên này được phát triển để lực lượng không quân Mỹ USAF sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như do thám tiếp cận mục tiêu. Nhưng kể từ đó trở đi, không có thông tin gì cụ thể được tiết lộ, trừ một số tác phẩm nghệ thuật viễn tưởng và các chi tiết hấp dẫn khác đã bị rò rỉ qua nhiều năm. Bất chấp những tin đồn đó, USAF chưa bao giờ chính thức xác nhận hay phủ nhận rằng Lockheed Martin đã tiếp cận và giới thiệu cho họ về chiếc máy bay này. Cũng vẫn chưa rõ liệu Lockheed Martin có được USAF cho phép chính thức hoàn thành một nguyên mẫu hoàn chỉnh để xem xét hay không. Tuy nhiên, Lockheed Martin đã thông báo rằng họ đang thực hiện dự án SR-72 với một nguyên mẫu dự kiến sẽ sớm được bay thử. Hãng vũ khí nổi tiếng này cũng được biết đến là có kế hoạch hợp tác với Aerojet Rocketdyne trong dự án SR-72, hiện đang trong giai đoạn ý tưởng. Tuy nhiên, tiến độ của chương trình là rất quan trọng để đồng thời phục vụ cho quá trình phát triển tên lửa siêu thanh. Nên dù dự án không mang lại kết quả, nhưng những bài học quý giá vẫn sẽ được rút ra. Mặc dù nhiều nguồn đề cập đến SR-72 cực kỳ bí mật với biệt danh Dark Star, nhưng điều này không chính xác. Không có biệt danh chính thức nào được đặt cho dự án này. Nhưng có lẽ một trong những biệt hiệu được sử dụng phổ biến nhất là con trai của Blackbird. Điều thú vị là trong quá trình đặt biệt danh cho máy bay quân sự như F-15 Đại Bàng, thường bao gồm sự kết hợp giữa truyền thống lịch sử, những cân nhắc thực tế và các giao thức do quân đội hoặc nhà sản xuất máy bay đặt ra. Tuy nhiên, việc này thường được tiến hành sau khi lực lượng không quân chính thức tiếp nhận máy bay. Dark Star cũng chính là tên của chiếc máy bay phản lực siêu thanh tuyệt mật xuất hiện trong bộ phim Top Gun Maverick, như đã được nhắc ở đầu video. Hiện chưa có các thông số về kích thước máy bay. Tuy nhiên, khi nhìn qua, chúng ta dễ dàng nhận thấy SR-72 được thiết kế có phần hiện đại, liền mạch và có tính khí động học cao hơn hẳn người tiền nhiệm. Hai khối động cơ cùng các ống pitot ở mũi máy bay được gần sâu vào bên trong kết cấu thân nhằm giảm lực cản không khí và diện tích phản xạ sóng radar. Hai cánh đứng ở đuôi cùng khung thân cũng có phần phẳng và nhỏ gọn hơn, không còn nhiều chi tiết nhô ra bên ngoài. Tuy nhiên, trong khi chiếc máy bay đó chỉ là giả tưởng, Lockheed Martin đã chế tạo một mô hình Dark Star cho bộ phim. Cánh quạt này dài 21,18m với sải cánh dài 10,06m. Một số bộ phận của nó, bao gồm các thiết bị và cần điều khiển bên trong buồng lái, đều là nguyên mẫu của Lockheed Martin. Mô hình này được sử dụng để quay cảnh mặt đất và làm tài liệu tham khảo cho nhóm hiệu ứng hình ảnh VFX thực hiện cảnh trên không. Trên thực tế thì một chiếc F-18 được sử dụng cho các trình tự cất cánh và bay, sau này được thay thế bằng một chiếc Dark Star tạo ra bằng kỹ thuật số. Nhưng trên thực tế, gần như nguyên mẫu này được xây dựng dựa trên bài học kinh nghiệm từ HTV-2. Từ năm 1998, Lockheed Martin đã cố gắng phát triển các phiên bản kế thừa tốc độ cao cho SR-71 nhưng không thành công. Chương trình phát triển nâng cao của Lockheed Martin có biệt danh là Skunk Works đã phát triển phương tiện công nghệ siêu thanh 2
hay HTV-2. Một máy bay phóng thẳng bằng tên lửa như một phần của dự án Falcon, của dự án nghiên cứu tiên tiến quốc phòng. Dự án HTV-2 được tạo ra để thu thập dữ liệu về khí động học, hướng dẫn, điều hướng, kiểm soát và các hiệu ứng khí nhiệt. Phương tiện này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 4 năm 2010 và chuyến bay thứ hai vào tháng 8 năm 2011. Nó đạt tốc độ tối đa Mach 20, tương đương 20.900 km/h. Kiến thức và dữ liệu thu được từ HTV-2 hiện đang được sử dụng để phát triển nhiều mẫu thiết kế tốt hơn cho SR-72. HTV-2 sẽ là một máy bay không người lái được thiết kế để di chuyển trong bầu khí quyển trái đất với tốc độ cực nhanh. Cụ thể, người ta sẽ mất chưa đầy 12 phút để bay từ thành phố New York đến Los Angeles. Theo Air Force Technology, máy bay SR-72 sẽ là máy bay trinh sát siêu thanh sử dụng công nghệ tiên tiến cho các nhiệm vụ và phạm vi tương tự như máy bay SR-71. Máy bay sẽ có khả năng tấn công mục tiêu trên bất kỳ lục địa nào chỉ trong vòng 1 giờ, miễn là nó được trang bị tên lửa đẩy siêu thanh hay vũ khí tấn công tốc độ cao. Với vai trò này, tốc độ cao của máy bay sẽ cho phép nó xâm nhập không phận được bảo vệ tương đối dễ dàng, ít nhất là trên lý thuyết. Lộ trình siêu thanh dài hạn của USAF hỗ trợ việc phát triển SR-72 được cho là sẽ được trang bị cho những hoạt động chiến đấu tùy chọn. Người ta biết rất ít về SR-72, nhưng có thông tin rộng rãi rằng hai loại động cơ khác nhau sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho nó. Mặc dù động cơ phản lực thông thường có thể cung cấp đủ năng lượng cho máy bay khi cất và hạ cánh ở tốc độ cần âm, nhưng chúng không thể duy trì tốc độ siêu thanh. Mặc dù có những động cơ phản lực có thể cung cấp năng lượng cho máy bay ở tốc độ siêu thanh, nhưng chúng lại không thể được sử dụng trong quá trình cất cánh và hạ cánh. Vì vậy, SR-72 cần một động cơ có thể thực hiện cả hai nhiệm vụ. Giúp sức cho con trai của Blackbird đạt được vận tốc Mach 6 là một thiết kế động cơ cũng không kém phần đặc biệt, bao gồm hai động cơ phản lực turbo jet thông thường và hai động cơ scramjet. Chúng sẽ được chia đều để nằm cùng một khoang ở mỗi bên máy bay và sẽ thay phiên hoạt động ở những dãy tốc độ tương ứng. Hai động cơ phản lực turbo jet sẽ hoạt động khi cất cánh và bay ở tốc độ dưới Mach 3. Khi ở tốc độ từ Mach 3 đến Mach 6, chúng sẽ được tắt để đảm bảo không bị phá hủy, do vận tốc lớn hơn giới hạn chịu đựng của vật liệu. Máy bay khi này sẽ vận hành bằng hai động cơ scramjet. Động cơ scramjet, supersonic combustion ramjet, hay động cơ phản lực đốt siêu thanh là một biến thể của động cơ ramjet. Với động cơ này, quá trình đốt cháy nhiên liệu sẽ diễn ra trong luồng không khí siêu thanh và sẽ đạt hiệu suất càng cao khi vận hành ở vận tốc càng lớn. Xin giải thích thêm ở đây, nguyên mẫu máy bay này không dùng động cơ tên lửa, vốn dĩ vẫn đạt tốc độ cao hơn, là do động cơ loại này tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu. Từ đó dẫn đến tầm bay và khoảng cách chiến đấu cũng sẽ giảm nếu so trên cùng một khối lượng nhiên liệu mang theo. Chưa kể các vệt khói đen của tên lửa để lại trên bầu trời sẽ làm lộ hướng bay. Đây là điều không được phép xảy ra ở một máy bay tàng hình có khả năng trinh sát tầm chiến lược như SR-72. Được chăm chút kỹ lưỡng hơn Blackbird, nên SR-72 cũng sẽ có khả năng sử dụng được các loại vũ khí phóng từ khoang chứa trong thân của nó. Đó có lẽ sẽ là loại tên lửa siêu thanh AGW-183A vừa được thử nghiệm thành công gần đây bởi Không quân Mỹ. Với các thông số ấn tượng như tốc độ Mach 5 và tầm hoạt động trên dưới 1.600 km. Phi hành đoàn của máy bay chỉ có một người và như mô phỏng trong phim Top Gun 2, máy bay sẽ có tầm nhìn rất hạn chế. Nhờ áp dụng triệt để các công nghệ fly-by-wire kết hợp cùng AI, quá trình vận hành máy bay của phi công sẽ dễ dàng hơn dựa theo các màn hình trong buồng lái mà không cần phải nhìn ra bên ngoài quá nhiều. Để đảm bảo khả năng sống sót khi ở độ cao và vận tốc lớn, phi công của SR-72 phải mặc bộ đồ như một phi hành gia. Để giảm lực cản, máy bay sẽ sử dụng một vòi hút gió duy nhất cho động cơ tuabin và động cơ ramjet. Để biến điều này thành hiện thực, Lockheed Martin đang hợp tác với Aerojet Rocketdyne trên hệ thống động cơ đẩy chu trình hỗn hợp dựa trên tuabin TBCC để cho phép máy bay đạt được tốc độ hành trình Mach 6 tương đương 7.300 km/h và hai lần tốc độ của máy bay SR-71. Một loạt cuộc thử nghiệm trên mặt đất quy mô nhỏ của hệ thống TBCC đã được tiến hành bằng cách tích hợp một động cơ tuabin nhỏ có sẵn động cơ ramjet scramjet hai chế độ với một cửa vào đối xứng trục và một vòi phun. Người ta suy đoán rằng máy bay siêu thanh SR-72 sẽ có nhiều khả năng hơn so với loại tiền nhiệm của nó, X-43 và X-51 Wave Rider, vốn chủ yếu là nền tảng thử nghiệm để thử nghiệm công nghệ scramjet. Không giống như những chiếc máy bay đó, người ta tin rằng SR-72 đang được thiết kế với nhiều khả năng hơn và sẽ có nhiều vật liệu tiên tiến, chẳng hạn như vật liệu tổng hợp carbon. Những vật liệu này có thể chịu được áp lực nhiệt cực độ
cao hơn lớp vỏ titan được sử dụng để tản nhiệt cho SR-71, được tạo ra khi nó di chuyển ở tốc độ cao. Bởi một trong những thách thức lớn đối với SR-72 là quản lý mức nhiệt cao do ma sát tạo ra ở tốc độ Mach 6. Để đối phó với áp lực nhiệt khi bay ở tốc độ cao liên tục, có hai lựa chọn tiềm năng. Đầu tiên là cấu trúc tương tự như những viên gạch trên tàu con thoi. Lựa chọn thứ hai là cấu trúc được làm bằng vật liệu như titan. SR-72 có thể được thiết kế để có tốc độ cao, khả năng tàng hình và tính linh hoạt trong hoạt động. Để đạt được mục tiêu này, nguyên mẫu có thể bao gồm hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và thậm chí có thể có hệ thống hỗ trợ trí tuệ nhân tạo AI để vận hành tự động, điều mà các máy bay siêu thanh trước đó không có. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng công nghệ tàng hình có thể không hiệu quả lắm trên máy bay như SR-72 vì vật liệu hấp thụ radar có thể không chịu được nhiệt độ cao. Dấu hiệu hồng ngoại lớn của máy bay phản lực cũng sẽ khiến hầu hết các biện pháp tàng hình không hiệu quả. Máy bay cũng để lại dấu vết có thể được phát hiện trên radar, tương tự như SR-71. Tuy nhiên, với tốc độ đáng kinh ngạc và khả năng nhanh chóng rời khỏi khu vực và vượt qua hầu hết các tên lửa phi siêu thanh thông thường, đây chỉ là vấn đề trên lý thuyết. Giống như người tiền nhiệm của nó, SR-72 có thể được sử dụng loại nhiên liệu kỳ lạ hơn như JP-7. Tuy nhiên, Lockheed được cho là đang xem xét việc sử dụng nhiên liệu thông thường để đơn giản hóa công tác hậu cần và giảm chi phí vận hành. JP-7 là nhiên liệu phản lực được tạo ra dành riêng cho máy bay Lockheed SR-71 Blackbird. Nhiên liệu được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của những nhiệm vụ tốc độ cao cũng như độ cao lớn của máy bay. Nhiên liệu JP-7 có một số đặc tính độc đáo. Một trong những đặc tính quan trọng nhất là khó bắt cháy. Tính năng này cực kỳ quan trọng đối với sự an toàn của máy bay trong các chuyến bay tốc độ cao. Độ ổn định nhiệt của nhiên liệu được sử dụng trong SR-71 rất quan trọng đối với động cơ và hệ thống điện tử hàng không của máy bay, vì nó cũng hoạt động như một chất làm mát. Công thức cụ thể của JP-7 đóng một vai trò quan trọng trong việc cho phép SR-71 đạt được khả năng hoạt động tiên tiến. Vậy, liệu chiếc máy bay bí ẩn này sẽ thực sự được đưa vào sử dụng vào năm nào? Đã có nhiều cuộc thảo luận và báo cáo xoay quanh mốc thời gian phát triển SR-72. Năm 2017, Lockheed Martin tuyên bố động cơ siêu thanh cho máy bay đã sẵn sàng để sử dụng trong điều kiện thực tế. Tuyên bố này diễn ra sau nhiều năm thử nghiệm trên mặt đất, được cho là đã bắt đầu vào năm 2013. Đồng thời, họ cũng đề cập rằng nguyên mẫu một số động cơ có thể bắt đầu vào đầu những năm 2020 hoặc có thể sớm nhất là vào năm 2025. Và mục tiêu là đưa nền tảng hai động cơ vào hoạt động vào năm 2030. Dự án này đang vượt qua mọi giới hạn của năng lực hàng không vũ trụ, khiến hiện tại người ta hoàn toàn tin rằng chuyến bay thử nghiệm có thể bắt đầu vào giữa những năm 2020, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của SR-72, từ ý tưởng thành một chiếc máy bay có thể hoạt động trơn tru. Dự án như lời đầu này sẽ hoàn thành vào năm 2030. Đây được cho là nước đi của Hoa Kỳ nhằm rút ngắn khoảng cách tụt hậu công nghệ của nước này trong cuộc chạy đua phát triển tên lửa siêu thanh so với Nga và Trung Quốc. Thay vì ngồi ở căn cứ để phóng các tên lửa siêu thanh tầm xa tiêu diệt mục tiêu như hai quốc gia trên, người Mỹ có vẻ thích ngồi trên máy bay để mang tên lửa đến tận nơi, thực hiện dò thám rồi mới giáng đòn tấn công xuống đối thủ. Mặc dù chiếc Dark Star xuất hiện trong Top Gun Maverick không phải là một chiếc máy bay có thật, nhưng nguồn cảm hứng ngoài đời thực của nó, chiếc SR-72 chắc chắn có vẻ như vậy, vẫn đang được phát triển và được giữ bí mật. Có rất ít thông tin rõ ràng về nó một cách công khai. Tuy nhiên, với sự quan tâm và phát triển ngày càng tăng về công nghệ siêu thanh của các cường quốc trên thế giới, có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chiếc máy bay cực kỳ bí mật này trở thành hiện thực. Và vừa rồi là hành trình tìm hiểu về dự án phát triển mẫu máy bay bí mật SR-71 của tập đoàn vũ khí nổi tiếng thế giới Lockheed Martin. Vậy theo bạn, mẫu máy bay này liệu có đang thực sự được phát triển hay không? Hay đây chỉ là một lời đồn đoán để tăng tính thương hiệu cho tập đoàn sản xuất vũ khí này? Hãy cùng để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, Vietcetera Ekip xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.